Jun Hyo-moo và Lee Hee-sung xác nhận chia tay sau nhiều áp lực dư luận. Vào ngày 22 tháng 2, công ty quản lý SMCNC của Jun Hyo-moo và Lee Hee-sung thông báo rằng cả hai đã chia tay. Trước đó, vào tháng 11 năm 2019, SMCNC đã xác nhận rằng Jun Hyo-moo đang có quan hệ tình cảm với Lee Hee-sung. Jun Hyo-moo gia nhập KBS với tư cách là phóng viên vào năm 2006 và trở thành phóng viên tự do vào năm 2012. Trong khi đó, Lee Hee-sung gia nhập KBS vào năm 2016 và trở thành nghệ sĩ giải trí vào năm 2019. Nguyên văn thông báo của SMCNC: Xin chào, đây là SMCNC. Hai nghệ sĩ của công ty chúng tôi là Jun Hyo-moo và Lee Hee-sung đã chia tay gần đây. Vì Jun Hyo-moo và Lee Hee-sung bắt đầu bằng mối quan hệ tiền bối hậu bối, nên họ sẽ tiếp tục ủng hộ nhau trong tương lai. Như mọi khi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức trong việc quản lý các hoạt động của hai cá nhân. Tuy mối quan hệ của hai nghệ sĩ là mối quan hệ cá nhân, nhưng đã được tiết lộ với công chúng. Thời điểm còn hẹn hò, chắc hẳn hai người thấy lo lắng và gánh nặng khi mối quan hệ cá nhân được công khai trước công chúng. Vì vậy, cả hai nghệ sĩ chắc hẳn còn cảm thấy lo lắng và gánh nặng hơn nữa trước tin tức này. Xin hãy tiếp tục theo dõi các hoạt động của họ với sự nồng nhiệt. Xin cảm ơn. Theo thông báo của công ty, việc chia tay của hai nghệ sĩ đến từ phía cá nhân. Mặc dù không tiết lộ rõ nguyên nhân khiến bộ đôi đường ai nấy đi, nhưng nhiều người suy đoán có thể do lịch trình công việc bận rộn khiến họ không thể thường xuyên gặp nhau. Kết thúc thông báo, phía công ty quản lý hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ hai nghệ sĩ. Ngoài thông báo của công ty chủ quản thì Jun Hyo-moo và Lee Hee-sung chưa có động thái lên tiếng. Vào năm 2019, trang tin Sport Donga dẫn lời nhiều nguồn tin trong ngành và đưa tin độc quyền rằng MC kỳ cựu Jun Hyo-moo đã hẹn hò với bạn gái kém 15 tuổi. Người đó không ai khác chính là Lee Hee-sung, phát thanh viên của đài truyền hình quốc gia KBS. Jun Hyo-moo sinh năm 1977, gia nhập KBS với tư cách phóng viên vào năm 2006. Sau đó, anh trở thành phóng viên tự do năm 2012 và dần ghi dấu ấn với vai trò MC qua nhiều chương trình khác nhau. Anh xuất hiện trong nhiều chương trình như Brave Writers, Freeze 19, Omniscient Interfering View, I Live Alone. Trong khi đó, Lee Hee-sung kém Jun Hyo-moo 15 tuổi. Cô gia nhập KBS vào năm 2016. Năm 2020, cô ký hợp đồng độc quyền với SMCNC. Cô dẫn dắt nhiều chương trình, chẳng hạn It's Okay to be Uncomfortable, Entertainment Quickly, The Golden Spell Challenge. Trong quá khứ, Jun Hyo-moo từng có khoảng thời gian hẹn hò người mẫu Han Hee-jin. Cơ quan quản lý SMCNC của Jun Hyo-moo thời điểm đó tuyên bố: Chúng tôi chính thức công khai các thông tin được đưa vào sáng nay về chuyện Jun Hyo-moo và Han Hee-jin hẹn hò. Trước hết, chúng tôi xin lỗi vì chậm trễ đưa ra tuyên bố chính thức. Lý do là chúng tôi muốn giải quyết vấn đề này sau khi xác nhận sự thật chính xác với anh ấy. Xác nhận với bản thân Jun Hyo-moo, anh và Han Hee-jin đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau, tình cảm của họ rất tốt. Chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu như các bạn nhìn nhận họ một cách chân thành. Cảm ơn bạn, đại diện của vị MC nổi tiếng nói. Các thông tin ban đầu được tiết lộ rằng Jun Hyo-moo và Han Hee-jin thường gặp nhau vào ban đêm, như lịch trình làm việc của họ bận rộn. Lần đầu tiên họ gặp nhau và trở thành bạn bè thông qua chương trình I Live Alone của đài MBC. Người xem có thể dễ dàng nhận thấy phản ứng hóa học của họ nếu xem chương trình. Chính điều này khiến cho họ phát sinh tình cảm và nhanh chóng trở thành cặp đôi thực sự. Sau đó, cả hai cũng cùng tham gia vào chương trình Romance Buckets của đài SBS.